Bây giờ Cường sẽ ăn bánh xèo thanh long nha. Welcome back to my channel Cường Kênh Cục Official. Chào mừng các bạn đến với kênh của chú Cường nha. Để tiếp tục chủ series khám phá những món ăn ngon tại thành phố Cần Thơ, Cường đã dành ra khoảng thời gian gần 10 ngày để khám phá hết tất cả những món ăn ngon của người dân địa phương nơi này mà khách du lịch ít khi nào biết đến lắm. Và trong video lần này, Cường sẽ cập nhật tổng cộng là 10 địa điểm quán ăn ngon với đầy đủ tất cả các món ăn, ví dụ như là ăn sáng, này, ăn trưa, ăn chiều, từ bún, phở, hủ tiếu tới những món ăn vặt, ăn chơi hoặc là ăn no. Và món ăn đầu tiên nghe cũng khá là lạ tai nhưng mà rất là quen thuộc với người dân ở khu vực thành phố Cần Thơ, đặc biệt là công viên Lưu Hữu Phước, đó là món bánh lọt da heo ở địa chỉ là 166 Nguyễn Việt Hồng. Thời gian mở cửa của quán cũng khá là lạ, tức là tầm khoảng 10 giờ trưa, sau đó là bán tầm khoảng 15 đến 16 giờ chiều là sẽ kết thúc. Chị bán đây bao lâu rồi? 20 năm hả? Thế em đi lòng vòng quay mấy quán ăn ngon Cần Thơ. Được. Sợi bánh lọt thì mình cũng làm từ bột gạo. Bánh lọt ở dưới miền Tây mình sẽ có hai loại, một là mình ăn với nước cốt dừa, hai là mình sẽ ăn với thịt giống như thế này, thay thế cho còn bánh canh á. Cái hồn đó không biết sao nuốt luôn á. Nuốt thì chắc chót quá, chắc chắc luôn. Tao thôi là cái trái đó là tao thích á. Mặt tiền phía trước của quán chị là khá là nhỏ, tuy nhiên mà vào phía bên trong thì rất là rộng luôn, kiểu là nở hậu vậy đó, và rất là sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng. Nước chấm thì mình sử dụng là nước mắm, ớt, còn bạn nào thích ăn chua thì mình nặng một chút xíu tắc vào nha. Một tô đầy đủ như vậy có giá chỉ có 20.000 đồng thôi, rất là chất lượng và rất là rẻ so với mặt bằng chung của thị trường bây giờ. Đây là món bánh lọt da heo ở Cần Thơ cả nha. Đây là cái cọng bánh lọt nè. Bánh lọt này vừa có mặn mà vừa có đồ ngọt luôn. Đây là phần da heo. Một tô đầy đủ như vậy thì mình sẽ thấy có huyết này, có phần tương thô đi nấu nước lèo, rồi phần thịt, và đặc biệt nhất là phần da heo nha. Đây nước dùng là cực trong luôn nè. Đây bây giờ Cường thử coi ngon như thế nào. Trước khi ăn thì thường mình sẽ nặng một chút xíu tắc vào, sau đó là cho ớt vào và mình sẽ trộn đều cho có vị cay cay kích thích vị giác, ăn thì cảm giác là sẽ ngon hơn rất là nhiều so với ăn mà không có ớt nha. Vị là khá đậm nha. Nước dùng ở đây thì thiên về sự đậm đà, nên bạn nào mà ăn nhạt thì không có cần chan một chút xíu nước mắm vào gì hết á. Đây cũng là lần đầu tiên mà Cường ăn món bánh lọt da heo, rất là lạ đối với Cường. Ở nhà làm không? Cái này nhiêu vậy chị? 20 thôi. Sẽ thấy cái này. Ngoài bán bánh lọt thì chị có bán bánh tằm khoai mì rất là ngon luôn, chỉ có 10.000 hoặc là 20.000 đồng một ly thôi. Rất là đáng để mình có thể mua thử nha. Địa điểm thứ hai là quán bún riêu cua nằm ở đường Hoàng Văn Thụ. Quán này thì cũng đã mấy chục năm rồi, không có ồn ào PR theo kiểu là những cái quán sau này, nhưng mà tiếng lành đồn xa và người dân địa phương ai cũng biết quán này hết. Quán nằm ngay hẻm 87 đường Hoàng Văn Thụ. Nếu mà bạn nào đi xe máy á, mình chạy vào hẻm luôn để mình đậu xe, chứ mình không có đậu ở phía ngoài mặt đường Hoàng Văn Thụ. Lưu ý là cả nhà muốn ăn được tô bún riêu này là bắt buộc phải đi sớm. Thứ nhất là sẽ có chỗ ngồi, thứ hai nữa là sẽ còn bún bán cho mình, tại vì rất rất là đông khách luôn. Một tô bún riêu cua với topping nhiều như vậy thì theo Cường thì đánh giá khá là rẻ. Mình thấy sẽ có huyết nè, rồi phần chả thì Cường thấy có hai loại, thứ nhất là chả lụa là quen rồi, thứ hai nữa là chả chiên. Cả nhà thấy là đỏ đó không, giống như là cục nem nướng của mình vậy đó. Này cục gì cô? Chả chiên. Chả chiên hả? Tưởng đâu chưa ăn đâu biết đâu, tưởng đâu nem nướng. Chả chiên ngon lắm. Nước dùng ở đây thì kiểu ngọt thanh, nên là bạn nào thích có vị đậm đà thì mình có thể cho thêm một chút xíu nước mắm. Còn mấy cô bán hàng ở đây là cực kỳ vui tính và dễ thương, đậm chất người miền Tây mình luôn. Quán thứ ba là một địa chỉ khá là quen thuộc với những bạn nào mà thích ăn bánh xèo tại thành phố Cần Thơ.
Dĩ nhiên là không phải bánh xèo Bảy Tế, bánh xèo Ngọc Ngân, đó là quán bánh xèo Đồng Xanh. Ở địa chỉ là 84 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và Cường thấy quán Đồng Xanh này bắt kịp trend cũng rất là nhanh, đó là món bánh xèo Thanh Long. Ở đây Cường thấy đang có chương trình khuyến mãi và có combo, bây giờ Cường sẽ vào kêu nha. Đây là menu của quán, mình sẽ thấy bánh xèo có giá là từ 40, 45, 49 đến 60 ngàn đồng. Ngoài ra mình có thấy bán bánh khọt nè, rồi bánh xèo chay hoặc là bánh xèo da. Còn về nước uống thì mình thấy đồng giá là 15 ngàn đồng, chỉ có nước suối là 12 ngàn. Ở đây là bán theo rất là nhiều combo đây. Mình thấy tổng cộng là có 10 combo. Nếu mà mình ăn ít mà mình muốn nhiều loại thì mình kêu combo 1 nè, best seller luôn, là có bánh xèo, củ sắn, củ hủ dừa và bánh xèo Thanh Long. Đặc biệt là có tặng phần bánh khọt nữa nha. Còn dưới này là mình sẽ thấy là có combo là 85, 99, 89, 115 ngàn. Ở đây mình thấy có hỗ trợ ship nữa nè, nên là bánh xèo này mình thấy là rất là nhiều người mua đem về nha cả nhà. Sau khi xem menu của quán thì mình quyết định là ăn combo best seller 134 ngàn đồng với 3 loại bánh xèo và được tặng thêm một phần bánh khọt nhân đậu xanh. Cái này thì nước chấm là mình sẽ tự pha nha. Ở đây thì có ớt với lại cái phần củ cải trắng, củ cải đỏ ngâm chua ngọt nè. Mình ăn bao nhiêu mình sẽ lấy bao nhiêu. Đây, Cường sẽ lấy. Cái này là ăn nhiều nên là lấy nhiều. Rồi. Nước mắm này thì mình sẽ là chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt. Nhưng mà cái vị mặn thì nó sẽ không có nhiều nha cả nhà. Thường thì bánh xèo mình sẽ dùng nước mắm rất là nhiều. Rồi bạn nào ăn cay á, thì mình sẽ cho thêm chút xíu ớt nha. Đây. Mình nhìn cái chén nước chấm vừa qua hấp dẫn kìa. Đây là thành quả nha. Cái dĩa rau mà mình ăn bánh xèo đây, ở nhà thấy là có lá cốc nè, tía tô, này là cát lồi nha. Nhiều bạn không có biết lá cát lồi, nhưng mà cát lồi nó, nếu mà nó tốt á, là cái này nó tròn luôn, nó bự lắm. Nó bự như lá cải vậy đó, còn cái này là nó không có tốt nè, mùa nắng nè. Ở đây thì mình thấy là phục vụ bánh xèo khá là nhanh, dù là ba cái bánh xèo cũng như là phần bánh khọt, nhưng mà trong vòng khoảng 7 phút là có hết rồi. Đây, cả nhà thấy hai cái bánh xèo không? Bánh xèo này là từ Nghệ nè, còn bánh xèo này là từ Thanh Long. Cái màu hồng hồng nè, do là không đủ sáng nên nhìn thấy nó hơi bị tối, nhưng mà thật sự là cái màu hồng rất là đẹp. Nhưng thì mình sẽ thấy là những cổ hủ dừa, có hai con tôm với ở đây là sử dụng vịt xiêm nha. Combo như này rất là rẻ. Trước giờ mình đi ăn bánh xèo Bảy Tế thì hôm nay Cường sẽ giới thiệu cho cả nhà một món bánh xèo của quán Đồng Xanh nha, rất là đặc biệt. Đây là bánh xèo Thanh Long đây. Mình sẽ thấy được là cái màu hồng đó, lần đầu tiên Thanh Long có trong bánh xèo nha. Cả nhà thấy phần nhân rất là chất lượng. Mình thích ăn nhất là cổ hủ dừa, tại vì có cái vị ngọt, vị giòn. Nãy giờ là bánh xèo Thanh Long với lại bánh xèo cổ hủ dừa, còn đây là bánh xèo củ sắn. Mình thấy không có được ba con tôm, phần thịt vịt xiêm với lại củ sắn nè. Nếu mà mình đi ăn một mình đó thì cả nhà có thể là kêu một cái bánh xèo thôi, nhưng mà nếu đi hai người trở lên tốt nhất là kêu combo. Thứ nhất là vừa thưởng thức được rất là nhiều loại bánh xèo khác nhau, thứ hai là tiết kiệm nha. Đây mình ăn bánh xèo miền Tây thì chắc chắn là sử dụng tay nha, chứ mình không thể nào mà xài muỗng đũa được. Ăn bánh xèo nếu mà mình ăn được tất cả các loại rau á, càng nhiều rau thì càng tốt và không có bị ngán. Đây mình sẽ chấm với phần nước mắm nha. Nước mắm khá là vừa miệng, đặc biệt là phần vỏ bánh xèo ở đây mình thấy có độ xốp, độ giòn. Còn phần rau thì mình sẽ cảm nhận được có vị chát nè, có vị chua, chua thì từ lá cốc nè, rồi diếp cá. Để Cường ăn thử miếng thịt vịt xiêm xào nha. Vị nó sẽ lạc để cho mình chấm được cái nước mắm. Đây combo của mình sẽ có 3 cái bánh xèo với lại một phần bánh khọt. Để coi có mấy cái bánh khọt, 2, 4, 6, 8, 10 cái bánh khọt nha. Bánh khọt này thì mình thấy là nhân đậu xanh, kiểu như là bánh khọt chay á. Cường thấy thì tôm ở trong cái phần bánh xèo này khá là tươi nè, đây. Kiểu là căng mọng luôn. Đây, bây giờ Cường sẽ cuốn một cuốn nha, sử dụng tay, tại mình tự cuốn mình tự ăn. Nguyên một cái lá cải bẹ xanh nè, rồi có tía tô, thì đặc biệt là lá cát lồi.
từ mình để một chút xíu cái này là lá cách, rồi mấy cái rau thơm. Bây giờ Cường sẽ ăn bánh xèo thanh long nha. Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm, còn này chuyển qua bánh xèo nè. Thì cái màu nó màu hồng hồng thôi chứ nó đâu có vị gì đâu. Nói chung là nó lạ thôi. Cái này không phải là thanh long mà mình bỏ lá cẩm, mình nghĩ chắc nó cũng ra y chang á. Một combo chỉ có một trăm mấy chục ngàn thôi mà được ba cái bánh xèo rất là chất lượng luôn á. Đây, có phần bánh khọt nữa nè cả nhà. Đây thấy không? Rồi bây giờ thưởng thức nha. Với chất lượng món ăn cũng như là cách phục vụ rất là tốt thì mình đánh giá Đồng Xanh là một trong những đối thủ đáng gờm của bánh xèo Vĩ Tế. Nên là nếu cả nhà chưa từng thử ăn bánh xèo Đồng Xanh hoặc là du khách có dịp đến Cần Thơ thì nhớ thử một lần để xem lời Cường nói có đúng hay không nhé. Quán ăn ngon thứ tư trong video lần này đó là một quán bún mắm ở địa chỉ số 25 đường Trương Định, quận Ninh Kiều. Đây cũng là tên của quán bún mắm luôn. Quán mở cửa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Quán của cô là mở từ năm 2000, tức là vừa tròn 24 năm. Một tô bình thường chỉ bán nhiêu chị? Chị bán 16 ngàn. 16 ngàn, còn tô đặc biệt? Chị không có bán đặc biệt. Muốn ăn gì thêm kêu thêm. À, có một giá thôi. 26 ngàn. Dạ, có thêm mấy tô, vậy là 4 tô có 1 giờ luôn chị. Rồi, mình mấy tô chị lên? Những quán bún mắm khác á, một trứng hộp vịt lộn thêm 8 đến 10 ngàn đồng. Hoặc là mình ăn hộp vịt lộn ở ngoài cũng vậy. Tuy nhiên là hộp vịt lộn ở đây chỉ có giá 5 ngàn đồng thôi. Nên mình biết được là cô bán giá bình dân như thế nào rồi đó. Đây, tô này là tô đầy đủ nè. Sẽ có hộp vịt lộn nha. Ừ, có phần cá hoặc là chả và heo quay. Điểm trừ của quán duy nhất á, là mình thấy rau là không có phong phú và đa dạng. Ví dụ như mình không có thấy kèo nèo hoặc là bông điên điển thôi. Còn tất cả còn lại thì rất là tốt, từ cách phục vụ tới phần nước lèo cũng như là phần topping. Nếu mà để đánh giá trên thang điểm 10 thì Cường sẽ tự đánh giá là 9 điểm rưỡi cho quán này. Do là đường Trương Định tại thành phố Cần Thơ là kiểu hình cánh cung nên cũng khá là khó đi. Cả nhà của mình chỉ cần đi đến đường Đề Thám, tức là khu phố ẩm thực. Sau đó mình thấy đường Trương Định, mình rẽ tay phải là sẽ tới quán nhé. Và địa chỉ thứ 5 cũng là địa chỉ cuối cùng trong phần 1 của chương trình là 10 quán ăn ngon tại thành phố Cần Thơ. Đây là một món ăn vặt rất là phổ biến tại thành phố Cần Thơ mà mình có thể thấy được bất kỳ một con đường hoặc là ngõ hẻm nào. Đó là món chuối nướng. Cái này ăn không hay có chấm gì không chú? Không. Cái này không phải chuối nếp nướng, cái này chuối nướng thôi. Chuối nướng, cái chiên đó, mình nướng. Chú này là ngồi ngay cái góc đường Đề Thám và đường Nguyễn Khuyến, gần như là số 30 Nguyễn Khuyến. Và chú chỉ bán buổi sáng đến tầm khoảng 2 giờ chiều là hết. Đây, cả nhà thấy cái phần chuối không? Chuối nướng. Bây giờ Cường sẽ ăn thử nha. Cái phần chuối mình bóp ở ngoài thì khá là cứng, nhưng mà theo chú nói thì ăn sẽ tươm cái mật ra. Mình sẽ thấy được cái phần này thì nó tươm mật ra, nó ướt ướt nè. Còn cái phần này khô, nhưng mà thật sự thì mình ăn mình thấy cái nào nó cũng ngon hết á. Khô thì nó cầm nó sẽ sặc cái tay hơn thôi. Đây, ở này là mình bẻ làm đôi, cả nhà thấy không, ở phía trong nè. Cái phần mực ướt á là cái kiểu như là mật chuối vậy, cắn vô là nó ngọt nhai luôn á. Nếu mà cho lựa chọn giữa phần chuối nếp cũng như là chuối nướng thì mình sẽ chọn chuối nướng nha, tại ăn được nhiều và nó sẽ không có ngán bằng cái phần là nếp với lại nước cốt dừa. Đây, cả nhà nhìn rất là hấp dẫn không? Đó, bây giờ Cường sẽ thưởng thức nha. Ăn cái này sẽ không có bị ngán. 20 ngàn mà 7 trái thì mình thấy khá là rẻ nha. Tại vì cái công nướng thì rất là cực. Và ở ngoài thì nó kiểu mà nó giòn giòn, còn ở trong thì nó rất là ngọt và mềm. Hai chục ngàn thì rất là xứng đáng. Vậy là vừa rồi Cường đã giới thiệu xong 5 địa điểm món ăn ngon tại thành phố Cần Thơ. Sau khi mà xem video này xong, cả nhà có đoán được là những món ăn nào hoặc là những quán ăn nào Cường sẽ ghé thăm và review không? Cả nhà có thể để lại ở phần bình luận, nếu mà đúng thì chắc chắn là Cường sẽ liên hệ và có một phần thưởng đặc biệt cho cả nhà mình nha.
Video lần này đến đây là kết thúc. Cả nhà thấy hay thì nhớ like, comment, chia sẻ kênh của Cường để Cường có thêm động lực làm thêm nhiều video mới nữa nha.